Nhận định bóng đá Bolivia với Peru, 4:30 phút ngày 19 tháng 6, bảng A Copa America 2019. Trận hòa trước Venezuela khiến Peru buộc phải có chiến thắng trong trận đấu đêm nay trước đối thủ yếu nhất bảng mới có thể nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Bolivia là đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng A Copa America 2019 và điều này sớm bộc lộ khi trận ra quân họ nhận thất bại tan nát 0-3 trước chủ nhà Brazil. Đó là trận đấu mà Bolivia thi đấu khá tốt trong 45 phút đầu tiên khi cầm hòa được đội chủ nhà. Tuy nhiên, bản lĩnh cũng như trình độ kém hơn khiến họ không chịu được sức ép quá lớn và nhận thất bại trống vánh trong hiệp 2. Bên phần sân đối diện, Peru được đánh giá là ứng cử viên số 2 sau Brazil giành vé vào vòng knockout. Tuy nhiên, đội bóng này đã có sự khởi đầu không tốt khi bị Venezuela cầm hòa không bàn thắng. Đó là trận đấu mà Peru có lợi thế thi đấu hơn người trong khoảng 20 phút cuối trận. Nhưng sự vô duyên của hàng công khiến các cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Trận hòa này khiến Peru buộc phải có chiến thắng trong trận đấu đêm nay trước đối thủ yếu nhất bảng mới có thể nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Chỉ cần để mất điểm, cơ hội dành cho Peru sẽ giảm đi rất nhiều, khi mà lượt trận cuối họ sẽ phải chạm trán đội chủ nhà Brazil và không có gì đảm bảo sẽ có điểm số. Bước vào trận đấu này, Peru được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng hơn Bolivia. Chưa kể, lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về phía các cầu thủ Peru, khi toàn thắng cả 3 trận gần nhất, trong đó có một trận tại Copa America và 2 trận tại vòng loại World Cup. Chỉ cần chơi đúng khả năng của mình, Peru hoàn toàn có thể nâng số trận thắng trước Bolivia lên con số 4, đồng thời chinh phục thành công mức kèo châu Á 0-1 trên sàn giao dịch. Thông tin đối đầu, 10 trận đối đầu gần nhất, Bolivia thắng 2 trận, hòa 4 và để thua 4 trận, lựa chọn tốt nhất, Peru cả trận, dự đoán, Peru thắng 2-0.